quán được khoảng hơn bao nhiêu cây tú? Nãy giờ khoảng bao nhiêu cây gì biết không? 200 mấy. Cháo. Ăn đầy đủ phải không? Ăn bát tiêu con. Dạ dạ, bỏ đầy đủ vô. Thôi đừng có bỏ cái nào mà cay với lại chua cho con nha bà. Không, mà để riêng em. Dạ, để riêng con. Ở đây mình đâu bán ăn sáng đâu Phúc bà. Có chứ. Đó, hôm bữa con đi ngang mà sáng con không thấy. Cái này là không có bán xé. Cậu Dương cái muỗng cái đũa tôi. Chắc đũa ăn luôn. Chặt thịt bữa nay chặt lại. Sao? Đây là cái gì đúng không? Ủa, cái đùi là bao lông? Đùi đâu đùi? Để cho ăn đùi không? Ủa chứ ăn cái đùi chứ ăn gì vậy? Chết rồi. Chứ mày cầm mấy khúc đó khúc gì vậy? Tao quánh mày mày bữa đây mày đừng có lắm. Coi làm tè làm gì không nè. Soi đây là đủ quá đâu. Đủ. Mày đi mày mua bếp bắt buộc.